Trận đấu đã bước sang phút thứ 89 rồi. Lúc này có thể thời gian đứng yên lắng đọng, nhưng cũng có thể là những ồn ào khó lường. Chào mừng quý vị đến với bản tin phút 89. Xin kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là đội tuyển quốc gia Việt Nam đã tập trung để chuẩn bị cho những trận đấu trong khuôn khổ giải Tam Hùng được tổ chức tại sân vận động Thống Nhất từ ngày 21 đến 27 tháng 9. Một đợt tập trung với mục tiêu lớn nhất là hướng tới giải AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. Có rất nhiều những điểm nhấn trong buổi tập đầu tiên cũng như trong đợt tập trung lần này, và tất cả những thắc mắc đó của người hâm mộ đều đã được huấn luyện viên Park Hang-seo giải đáp. Trước tiên, huấn luyện viên Park Hang-seo nói về những cầu thủ có thể coi là tân binh, những cầu thủ lần đầu tiên được góp mặt ở đội tuyển quốc gia, trong đó thậm chí có những cầu thủ chưa một lần khoác áo các đội tuyển trẻ. Nhưng mà các anh chị cũng biết là những cầu thủ trụ cốt của đội tuyển quốc gia, trụ cột của đội tuyển quốc gia thì chúng ta cũng đã có những cầu thủ là chúng tôi cũng đã quan sát rất là nhiều rồi. Có những cầu thủ là năm nay là năm thứ 5 rồi. Chính vì thế cho nên là đợt này á, thì tôi cũng muốn để xem thêm một số các cầu thủ mới nữa. Cái mục tiêu đợt này thì tất nhiên là cái kết quả thì cũng rất là quan trọng. Nhưng mà cái mục tiêu thứ hai quan trọng nữa đó là chúng tôi muốn là tăng cái khả năng cạnh tranh giữa cái nhóm cầu thủ thứ 3 và cái nhóm cầu thủ thứ 2. Và tất nhiên là cái mục tiêu cuối cùng đó thì chúng ta phải hoàn thiện về mặt chiến thuật, chiến lược, con người. Trong đợt này thì có đến 6 cầu thủ là lần đầu tiên được tập trung đội tuyển quốc gia. 2/3 đợt này thì chúng ta thấy đều là những cầu thủ mà gọi là ở tầm đội tuyển quốc gia xưa nay cả. Cái thứ hai, các cầu thủ cái gọi là các cái phần còn thành phần còn lại thì đều là những thành viên gọi là hoàn toàn có khả năng dự bị cho các cái nhóm thứ ba là các nhóm cầu thủ trẻ. Nhóm cầu thủ trẻ đó là những cái nhóm cầu thủ mà họ có thể cạnh tranh với những cái cầu thủ nhóm dự bị, gọi là ở cái làm cái back up cho cái nhóm cầu thủ chủ chốt. Nhưng mà các anh chị cũng biết là những cầu thủ chủ cốt của đội tuyển quốc gia, trụ cột của đội tuyển quốc gia thì chúng ta cũng đã có những cầu thủ là chúng tôi cũng đã quan sát rất là nhiều rồi. Có những cầu thủ là năm nay là năm thứ 5 rồi. Chính vì thế cho nên là đợt này á, thì tôi cũng muốn để xem thêm một số các cầu thủ mới nữa. Câu chuyện về Hoàng Đức cũng là một điều huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ với người hâm mộ trong buổi tập ngày hôm nay. Đầu tiên thì là đợt này thì chúng tôi dự tính là chuyển 32 cầu thủ. Bây giờ Hoàng Đức thì bị chấn thương rồi, cho nên là bây giờ thì Hoàng Đức sẽ không có tập trung trong đợt này. Trường hợp của thủ môn Văn Toàn cũng gây chú ý khi mà Văn Toàn vẫn gặp phải chấn thương, nhưng tại sao huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn gọi lên? Ông đã trả lời như sau. Trường hợp của Văn Toàn tôi biết cậu chấn thương, tôi vẫn gọi. Nhưng mà thực ra chúng ta nói thế thôi, chứ thực ra bạn ấy vẫn tập đầy đủ. Cái tiêu chí mà đánh giá của từng về cầu thủ thì tôi nghĩ là từng người sẽ có một tiêu chí khác nhau. Nhưng tôi vẫn tin cầu thủ đó. Một câu chuyện nữa là câu chuyện liên quan tới Văn Quyết, một sự trở lại rất đáng chú ý sau nhiều năm Văn Quyết vắng mặt ở đội tuyển quốc gia, dù luôn thể hiện phong độ tốt ở cấp câu lạc bộ. Và cuối cùng là câu chuyện của Quang Hải, tất cả đều được huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ. Thực ra là tôi vẫn tiếp tục theo dõi bạn ấy, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại bạn. Tôi nghĩ là ở V-League khả năng gọi là cái khả năng ghi bàn, khả năng tính gọi là cái việc gọi là kết thúc các cái trường, gọi là khả năng kết thúc các cái bàn thắng của bạn ấy. Nói thật là thì ngày xưa đó thì là bạn ấy vẫn chưa trong cái việc mà thực hiện cái mặt chiến thuật ở cái vị trí của bạn đó thì nó vẫn có cái điều gì đó chưa đạt được trong ngày xưa. Nhưng mà chúng ta cũng biết là chắc chắn là chẳng có cầu thủ nào có thể đạt được 100% cái yêu cầu từ chiến thuật mà huấn luyện viên đề ra cả. Tôi cũng sẽ phải tiếp tục đi tìm những cái phương pháp làm thế nào để phát cho Văn Quyết phát huy tối đa cái vai trò của bạn đó. Hiện nay thì mọi người cũng bảo là liên đoàn đang cố gắng để làm thế nào Quang Hải về, nhưng thực ra công ty này tôi cũng biết. Để Quang Hải có thể sắp tới mà về thi đấu được cái AFF Cup thì có lẽ là liên đoàn cũng phải tiếp tục làm việc nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa trong cái việc là liên lạc với câu lạc bộ đó. Liên đoàn thì hiện nay cũng đang làm việc cũng hơi gọi là chưa nhiều. Đợt này Quang Hải về thì chắc là tôi cũng sẽ gặp Quang Hải và tôi sẽ trao đổi với bạn ấy xem là cái nguyện vọng của bạn như thế nào. Và chắc là tôi cũng muốn tìm hiểu xem cái tình hình của cái đội trên đó hiện nay, suy nghĩ của họ là sao. Giữa dòng đời tấp nập hối hả, thời trang phải sang mà thời gian lại không đợi chờ. Chỉ trong một nốt nhạc, bạn đã có thể tự tin với chiếc áo polo Vincento Enzo. Đơn giản mà phong cách, trẻ trung và năng động. Sở hữu ngay combo 6 áo Vincento Enzo chỉ với 1.898.000 đồng và nhận ngay quà tặng một ví da bò Vincento cao cấp có chữ ký của bình luận viên Tạ Biên Cương. Polo Vincento, phong cách hơn trong mắt quý cô. Theo điều lệ giải, nếu hai đội bằng nhau về tất cả các chỉ số và trực tiếp gặp nhau ở lượt trận cuối, thì bắt buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.
Tuy nhiên trong trường hợp U20 Việt Nam và U20 Indonesia hòa nhau, hai đội đều có một điểm, loạt sút penalty chỉ để định đoạt đội giành ngôi nhất bảng trực tiếp tham dự vòng chung kết. Trường hợp của cả hai đội là tương đối hy hữu vì trực tiếp gặp nhau ở lượt trận cuối. Còn trong trường hợp hai đội bằng nhau về tất cả các chỉ số nhưng không phải là đối thủ trực tiếp ở lượt trận cuối, thì khi đó chỉ số fair play, tức là thẻ phạt sẽ được tính tới. Các đội sẽ bị trừ điểm tương ứng với số thẻ phạt đã nhận trong tất cả các trận đấu trước đó. Để cầm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết mà không cần chờ đợi, U20 Việt Nam cần đánh bại U20 Indonesia trong thời gian thi đấu chính thức hoặc thắng trên loạt đá luân lưu nếu bị cầm hòa. Tuy nhiên nếu không may mà thua trên chấm 11m, U20 Việt Nam sẽ đứng nhì bảng với 7 điểm và hiệu số dương 8 để so sánh với 9 đội nhì bảng khác. Trong trường hợp này, U20 Việt Nam với số điểm cao và hiệu số tốt cũng sẽ rất sáng cửa để đi tiếp đến vòng chung kết với tấm vé dành cho 5 đội đứng ở vị trí thứ hai có thành tích tốt nhất trong số 10 đội nhì bảng. Hiện tại, thầy trò Viên Đình Thế Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng các đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất. Trong nhóm các đội nhì bảng tốt nhất, chỉ U20 Trung Quốc có cùng 6 điểm như U20 Việt Nam, còn các đội còn lại cũng sẽ chỉ có thể giành được tối đa 7 điểm. Malaysia có hiệu số khá nhất là dương 3. Ở lượt đấu cuối, U20 Trung Quốc sẽ chạm trán đội đầu bảng U20 Ả Rập Xê Út. Với thực lực hiện tại, rất khó để U20 Trung Quốc làm nên bất ngờ trước đại diện Tây Á. Hai đội này đều có cùng 6 điểm và kịch bản bắt tay nhau để có trận hòa và đi tiếp cũng có thể xảy ra, tạo lợi thế cho U20 Việt Nam. Chứng kiến phong độ ấn tượng của đội nhà, truyền thông của Indonesia đã dành những lời khen có cánh cho huấn luyện viên Shin Tae-yong và các học trò. Trên tờ Bola Times có bài viết 3 mỹ từ để miêu tả chiến thắng của U20 Indonesia trước U20 Hồng Kông Trung Quốc, đó là đẳng cấp, gọn gàng và chắc chắn. 6 điểm sẽ là một con số tương đối an toàn để U20 Indonesia tự tin đối đầu với một đội bóng mạnh như U20 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng. Đáng nói rằng U20 Việt Nam hiện đang có 6 điểm như chúng ta, cụ thể là họ cũng có 2 trận thắng với tỷ số 5-1 và 4-0. Như vậy, trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Indonesia sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn bởi đội bóng nào cũng muốn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng và giành quyền tham dự vòng chung kết U20 châu Á. Vẫn là câu chuyện của vòng loại U20 châu Á năm 2023. Ở lượt trận thứ hai vòng loại U20 châu Á, U20 Thái Lan chạm trán với đối thủ quen thuộc ở khu vực Đông Nam Á, đó là U20 Philippines. Dù được đánh giá cao hơn nhưng voi chiến trẻ đã bất ngờ bị dẫn trước đến 2 bàn khi trận đấu vừa trôi qua được qua 28 phút. Mặc dù vậy, đội bóng của huấn luyện viên Garcia sau đó đã vùng lên mạnh mẽ ở quãng thời gian cuối hiệp 1 và có được 2 bàn thắng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tưởng chừng hai đội sẽ phải chia điểm thì U20 Thái Lan đã tạo ra khác biệt khi có bàn thắng thứ 3 ở phút 89 để ấn định chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính với tỷ số 3-2. Chia sẻ về trận đấu này, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói, đây quả thực là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi nhiều lần thoát thua nhưng liên tục bị đối thủ đưa vào thế bám đuổi. Thậm chí, Thái Lan còn phải chơi thiếu người, điều đó khiến cho các cầu thủ của tôi không thể chơi bóng với đúng ý đồ. Tôi phải thừa nhận rằng mình suýt lên cơn đau tim bởi trận đấu quá nghẹt thở. Xin cảm ơn tới những người hâm mộ đã theo dõi chúng tôi đến tận những giây cuối cùng. Trận đấu ngày hôm nay quả là một trận đấu với tinh thần đoàn kết và quả cảm của các cầu thủ. Trước vòng loại U20 châu Á, đã có nhiều người nghi ngờ về tính đồng đội của U20 Thái Lan và chúng tôi đã kết nối được với nhau. Đội bóng của huấn luyện viên Garcia đang rất sáng cửa để đi tiếp vào vòng chung kết U20 châu Á năm 2023. Chỉ cần hòa đội chủ nhà U20 Oman ở lượt trận cuối cùng vào ngày 18 tháng 9, U20 Thái Lan sẽ cầm chắc tấm vé đến Uzbekistan vào năm sau với vị trí nhất bảng G. Nguyễn Tiến Linh chấn thương sau trận đấu giữa BKMX Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 16 V-League năm 2022. Theo đó, Tiến Linh bị đau bắp chân, dập phần mềm. Huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn có ý định thay người khi chứng kiến Tiến Linh nhăn nhó. Tuy nhiên, chân sút này cảm thấy ổn và xin tiếp tục thi đấu. Dẫu sao đây là chấn thương không quá nghiêm trọng. Tiến Linh cũng cảm thấy ổn và tự tin thi đấu ở giải giao hữu quốc tế gặp Singapore ngày 21 tháng 9 và Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9 trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày hôm nay thì Tiến Linh đã có mặt cùng với đội tuyển Việt Nam và được các bác sĩ đưa đi chụp phim kiểm tra xác định chính xác mức độ chấn thương. Huấn luyện trưởng Igor Stimac vừa ra quyết định triệu tập 24 cầu thủ Ấn Độ chuẩn bị cho giải đấu tại Việt Nam. Đây đều là những cầu thủ có phong độ cao của bóng đá Ấn Độ cũng như các trụ cột không thể thiếu của đội bóng có biệt danh Hổ Xanh. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Ấn Độ hé lộ những sự vắng mặt đáng tiếc trong chuyến sang Việt Nam sắp tới khi không may dính chấn thương như Katimani, Gin, Rahul, Reke, Surasin và Rahim Ali. Được biết, đội tuyển Ấn Độ sẽ hội quân trong ngày 18 tháng 9 và có khoảng 2 ngày tập luyện trước khi lên chuyến bay tới Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 9.
Phát biểu trước ngày gặp đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Steve Mark cho biết đội tuyển Ấn Độ rất vui và biết ơn vì khi có cơ hội đấu giao hữu để kiểm tra thực lực hiện tại. Chúng tôi rất mong chờ được so tài với đội tuyển Việt Nam và Singapore. Đây sẽ là một chuyến du đấu thực sự thú vị, đặc biệt là 3 tháng sau khi chúng tôi vượt qua vòng loại Asian Cup năm 2023. Với bóng đá quốc tế, Erling Haaland có lần chạm bóng trung bình ít nhất tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa để có một bàn thắng. Mũi nhọn của Man City mất trung bình 13,2 lần chạm bóng để ghi một bàn thắng, theo thông số của Opta. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử giải đấu kể từ khi các mô hình thống kê được đưa vào áp dụng ở giải đấu này, chỉ tính các cầu thủ đá chính từ 5 trận trở lên. Tính từ đầu mùa giải năm nay của Premier League, Erling Haaland ghi 10 bàn sau 132 lần chạm bóng. Cầu thủ đứng thứ hai sau trung phong của đội tuyển Na Uy là Antony, tân binh của Manchester United, chỉ mất 28 lần chạm bóng để có một bàn thắng. Mặc dù vậy, tiền đạo người Brazil chưa thi đấu nhiều cho Quỷ Đỏ nên tỷ lệ này sẽ thay đổi dao động lớn trong thời gian tới. Trả lời phỏng vấn kênh IMC mới đây, ông Luis Campos, cố vấn thể thao của Paris Saint-Germain tiết lộ mình đã đưa ra lời đề nghị cho siêu sao Lionel Messi gia hạn trong lúc ban lãnh đạo câu lạc bộ chưa quyết định chính thức vì chờ tín hiệu từ danh thủ người Argentina. Tôi đã hỏi trực tiếp Messi liệu cậu ấy có muốn tiếp tục ở lại cùng câu lạc bộ hay không. Tôi cũng nói mình rất vui và hy vọng cậu ta đồng ý ở lại. Và suốt nhiệm kỳ 3 năm của tôi tại đây, tôi thực sự rất hài lòng với những gì Messi đang thể hiện. Tuy nhiên, cậu ấy không đưa ra bất kỳ quyết định nào về tương lai của mình trước World Cup năm 2022. Và bây giờ sẽ là những thông tin hướng tới World Cup. Huấn luyện viên Luis Enrique tiếp tục phong cách công bố danh sách tuyển Tây Ban Nha độc đáo của mình. Lần này, cựu thuyền trưởng của Barcelona đã chọn cách thông báo trong một chuyến đạp xe lên núi. Mỗi cái tên của đội tuyển Tây Ban Nha được sướng lên khi Enrique leo lên những ngọn núi cao hơn trong sự theo dõi thích thú của người hâm mộ đội bóng. Nhìn chung, nhà cầm quân 52 tuổi không xáo trộn nhiều so với 6 tháng trước, với sự vắng mặt đáng chú ý nhất của trung vệ Laporte bị chấn thương, sau trẻ Ansu Fati và tiền đạo lão tướng Lagoaspas cũng không có tên. Ngược lại, hai chân sút Borja Iglesias và Nico Williams đang có phong độ cao đã được trao cơ hội để tiếp tục thể hiện mình. Theo tờ Marca, sau khi FIFA bất ngờ công bố kết luận vào ngày 16 tháng 9 rằng cầu thủ Ryan Castillo đã sử dụng giấy khai sinh giả là người Colombia thay vì Ecuador, Liên đoàn bóng đá Chile tuyên bố sẽ khiếu kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế CAS trong phiên điều trần khẩn cấp để xử lý đơn khiếu nại của Liên đoàn bóng đá Chile về trường hợp của Castillo. FIFA kết luận các bằng chứng mới không xác thực. FIFA cũng cho biết các thẩm phán trong ủy ban kháng cáo của họ cho rằng trên cơ sở tài liệu được trình bày, các cầu thủ được coi là có quốc tịch Ecuador vĩnh viễn theo quy chế pháp lý của bóng đá, đồng nghĩa không có lý do gì để xử phạt tuyển Ecuador vì hộ chiếu của cầu thủ đã được cấp bởi một tòa án. Có nghĩa là họ không thể nghi ngờ về quyết định này. Tuyển Ecuador vẫn giữ suất dự World Cup 2022 của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phút 89 ngày 17 tháng 9 hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin chúc quý vị một buổi tối với thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.